đứa con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặn lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gánh hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác Ba Phi điều êm xuôi rõ rõ. Dũng cảm bi thường chịu thương chịu khó, chỉ làm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có bác Ba lo. Nghĩ mà nó chán, không nói luôn á trời. Mới đây cuộc đời cứ lận đận về hoài sao trời. Nhảy đây ghim cái đầu xuống chết luôn cho rồi. Chán gì đâu á. Ông bà mình đã nói rồi, phi thương là bất phú. Mình phải buôn bán thì mình mới giàu được chứ. Không lẽ giờ mình cứ nghèo vậy hoài, gia đình mình cứ nghèo vậy hoài. Thì buôn bán thì phải chịu chấp nhận là lời lỗ. Thì mình xui thì nó lỗ nhiều hơn lời thôi. Làm gì đâu mà tía cứ nhằn hoài. Mượn vốn làm ăn cũng không cho nữa, tại hôm bị lỗ thôi, xui thôi. Bây giờ xin đường, xả, chanh để bào chế cái thức uống của mình. Không cho là không cho. Chán, không muốn nói luôn. Nhảy đây ghim cái đầu xuống chết ngắt cho rồi. Trời ơi, không lẽ mình cứ về hoài sao ta. Mà nhớ là cái thời hoàng kim của mình, trời ơi, mình chế cái thức uống mà thần kỳ. Trời ơi, chanh xả coi như là người ta uống vô cái người ta mát mẻ trong người. Trời, lúc đó tiền thu vô không biết mà, trời ơi, tiền vô quá trời luôn. Mà nhờ cái thứ thuốc của mình á, cái nước uống của mình, mọi người vui vẻ trong xóm làng, ai cũng vui vẻ hết. Nhớ là cái thời đó thiệt vinh quang ghê. Mà giờ không biết thời đó khi nào mới quay lại với mình nữa. Mà gặp tía cứ vậy nhằn hoài, ghim đầu đây chết luôn cho rồi. Nghĩ mà nó chán gì đâu. Càng nghĩ càng buồn ngủ. Làm đi. Ông ơi, chào ông cố nội. May nào mà sao y khuôn tao vậy? Ông không nhận ra con hả? Con là con cháu đời thứ 5 của ông. Con tên là Tư Lướng. Ôi, vậy là mày cháu chắc của tao hả? Sao ăn mặc gì hổm vậy mày? Trời ơi, tao ăn mặc giản dị dễ thương vậy mà ăn mặc cái kiểu quái gở như vậy. À, hiện đại mà ông. Ông không nhìn ra màu áo này sao? Nó trắng trắng, nó pha vàng vàng, là cái thương hiệu trà chanh của ông đó. À, nói vậy là mày bận cái màu áo giống như là cái trà chanh tao bào chế đó hả? Dạ, đúng rồi ông. Cái chuyện gì nó cũng phải từ từ hết. từ từ thì cháu mới nhừ. Tới đời của con thì thức uống của ông được nổi tiếng, rạng danh và nhà ta giàu có nhất vũ trụ. Nè ông à, hãy uống thử đi. Trời ơi, cái này trà nè, có chanh nữa. Uống thử đi ông. Thấy sao ông cố nội? Trời ơi, uống vô nó mát mà, tự nhiên nó phấn khởi, nó yêu đời, nuốt ca hát, nó phơi phới thế nào á con à? Dạ đúng rồi ông, uống vô cơ thể mình cảm thấy mát mẻ, sảng khoái, tươi trẻ và lúc nào cũng vui vẻ hết ông à. Ông ơi, ông hãy nhớ giữ cái bí kíp chế biến thức uống của mình nha ông à. Con nói ít, mong ông hiểu nhiều. Con đi nha. Con ạ. Không lẽ mình mơ hả ta? Sao giấc mơ giống thiệt dữ vậy? Trong miệng vẫn còn cái vị ngọt ngọt bùi bùi của cái vị nước đó nữa nè. Trời, vậy là chắc có thiệt rồi. Ấy, cái tờ bí kíp đó mình đã viết, mình gửi cho tía mình, rồi tía mình không biết cất ở đâu rồi, ổng không biết để cho mọt ăn hay chụm củi là chết luôn á. Mình phải có tờ bí kíp đó thì con cháu hậu vận mình đời sau mới giàu được. Bây giờ mình nghèo nhưng con cháu mình sẽ giàu, mà mất cái tờ giấy đó là nghèo mãi mãi. Trời ơi tía ơi, phải chạy về tìm tờ giấy đó mới được. Này, sao mày đứt? Cái này sao nó giống giấc mơ quá ta. Hồi nào giờ chú Ba Phi nó mới có chiêu để có thể là trốn qua năm hết. Tự nhiên sao hôm nay mình làm nín. Mày nín á, tao kêu mày nín á. Ê, mày nói hả? Mày là chó, mày nói hả? Mày nín nha, mày chỉ sủa thôi, sủa. Wow. Tức nó mày, nó giải rồi. Sao mày đánh ra ngoài đây? Tao nói không nói. Nên wow. Tao thấy mày sủa tao ghét quá. Mày hồi đó giờ mày nghe người ta nói là cạo đầu khô không? Mày chó mày điệu hả? Mày để cái cục chón cái đầu mày hả? Tao cạo nha. Wow, nên mày quấu hả? Tao cạo cái câu trước. Trời ơi trời. Tao bị muốn chặt. Chó mà hai chục quỳ xuống. Nha, chó không có nói chuyện, chó chỉ có nghe và sủa và lắng động, nhớ không? Hồi nào tới giờ mình bị oan hiếp bên đây. Trời ơi, đảo quá. Bây giờ chó lại tao coi. Lại ông lại. Chó nè, chó nói hả? Chó có sủa tao không có nói gì chưa? Không. Muốn không? Quấu là không cạo phải không? Còn cái tao đầu đó. Lại coi, lại không? Mai mốt gặp ông á, con không dám làm gì nữa. Nhà con có dỗ con mời ông ăn. Nhớ chưa? Ông ăn á mày không có dòm tao nha. Tao nhảy xương á kệ cha tao, mày không có dòm miệng á. Tao trẻ cái ra rồi nha không? Tao ăn xương gà là chuyện của tao. Mày dòm mày chết với tao đấy chứ. Cái thân phận mày là chó, mày đừng có để đi con người chịu chứ. Người ta ăn xương được là chuyện của ta. Cái răng tớp ăn mà sao mày dòm hoài vậy? Dạ. Mai mốt nhà của chủ mày có dỗ á, mày phải chạy qua mày cho tao hay nghe chứ. Ăn là gì? Nói cho mày nói, ẵng là cái gì? Là mày đánh tao đâu, tao ẵng đó. Mày tao đó. Quang, chó Quang á. Trời ơi. Chó. Trời, nó kêu chó mà Quang. Chó này à. Ê, mày dùng miệng đó hả? Không có hù rồi, giọng con người. Quỳ xuống. Quỳ ông nội mày chứ quỳ. Chó là không có được đi hai chân, quỳ xuống hai chân, không nói tiếng, sủa. Mày sủa hả mày? Sủa hả mày? Kêu ai sủa? Mày kêu ai sủa? Mày á, mày chó mà mày đều á, mày thay đồ á, mày mới thay đồ nữa hả? Cái dao rồi, cái dao rồi. Dao đâu rồi? Đau không? Quýnh con cái nữa coi. Đau không? Nữa không? Nữa hả? Ủa ông Quang hả? Ông Quang Năm hả? Trời, lại con Quang Năm. Dạ mời Quang Năm ngồi. Tao không có ngồi. Ông Quang Năm hả? Mày giỡn mặt tao hả? Ủa ông ra đây nào vậy ông? Tao ra đây từ lúc mày nằm ngủ đó. Không phải con hỏi. Cái gì vậy? Đây cô giả không lại, ông đau không? Đau không? Sao không đau? Mày dò mày giờ. Con đói quá con ngủ. Ngủ gì? Tao thấy mày nằm mày cười. Mày thấy gì mà mày cười? À, con thấy kỳ đó. Thấy gì kỳ? Con thấy ông con hả? Con hả? Con thấy ông làm quan 2 lần luôn. Quan 2 lần. 2 lần luôn, con mừng quá ông làm 2 lần quan, ông 2 ông quan luôn. 2 ông quan. 2 quan luôn. Quan tên gì? Quan kỳ, nó tên kỳ lắm. Tên kỳ là cái tên quan, gì? Cái quan sao tên kỳ lắm. Con nhắm nói. Nói đi. Thôi. Nói không muốn chết á. Mày nằm mày thấy cái gì mà mày kêu chó chó? Không, vừa cười vừa kêu chó chó. Cười là con mừng quan làm 2 lần quan. Mày mà kêu tao quan chó luôn đúng không? Không phải. Ông quan kia kìa, ông quan giấc mơ và ông quan thiệt rồi, không có sao. Ông quan đi đâu vậy? Đi thăm ruộng chứ đi đâu. Ông quan thăm ruộng hả? Hôm nay không có anh Hầu với ông quan. À, Hầu bữa nay mắc làm công việc ở nhà rồi. Ông đang bỏ qua giấc mơ con làm hầu cho ông quan nha. Phải không? Dạ phải. Dạ ông quan đi đâu? Ông đi đó nha. Quan đi đằng kia. Đằng này hả? Thăm ruộng. Dạ, thấy không? Dạ. À, tại nãy tao đi ngang gặp mày ngồi ở đây, dạ. Tao mới ghé lại. Quan mừng đi, con nằm mơ thấy quan hay lắm dễ thương. Phải không? Dễ thương lắm mà. Mai mốt quan gặp con dịu dàng nha. Chúng tôi mất cái này uổng lắm á. Thầy. Ôi, dạ. Thức. Không có nói nữa nghe dạ, chưa? Không nói nữa, dạ quan đi theo quan nè. Đâu trời. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, ban đêm ban hôm mà mình lục mình kiếm cái gì trong đó mà banh chành cái bếp hết gì luôn. Trời ơi con kiếm cả ngày rồi đó tía à. Kiếm cái gì? Cái bí kíp mà trà chanh mát mẻ vui vẻ coi con nhờ tí viết giùm á, tí cất ở đâu vậy con tìm từ cả ngày trời không thấy à. Tao cất rồi. Tao có kỹ lắm. Tí cất ở đâu? Chỗ ba ông thần á. Chỗ ba ông thần hả? Tí cất kỹ chỗ ba ông thần yên tâm rồi. Có ba ông thần canh làm sao mất được. Thì rồi vậy con yên tâm rồi. Ở nhà coi nhà nha. Dạ. Tao đi công chuyện chút à. Rồi con biết rồi. Con chỉ sợ là tía không tưởng đâu lại gì rồi mọt ăn. Rồi đi chụm bếp nữa. Cất ngay chỗ ba ông thần là được rồi. Ủa ba ông thần nào trời? Ủa nhà mình có thờ thần thánh gì đâu trời. Ủa là sao? Trời công nhận tiếng mình nói chuyện khó hiểu thiệt. Nói chuyện lần nào phải suy nghĩ 3-4 lần mới hiểu được. Sẵn ổng đi công chuyện vậy. Ở nhà có trà có chanh, mình dợt lại cái món sở trường của mình. Một miếng trà. Cái món này là món bí kíp của mình mà. Nó nằm trong đầu mình chứ đâu. Vợt lại thôi. Có hũ đường nữa. Đó. Có trà thì phải có chanh. Là một miếng đường nữa. Trời, hết tường rồi. Mà không biết mùi vị nó còn mặn nồng không nè. Mùi vị nó vẫn còn mặn nồng, nhưng mà thiếu một miếng đường thôi. Phải ghi lại để nhớ chứ. Bí kíp của mình mà. Đó, nguyên liệu cần phải có. Ngon lành. Vậy là mình có một cú bí kíp mới rồi, đâu cần tìm bí kíp của Tiến chi. Tự mình cất luôn. Giờ chạy qua nhà thằng Chính Thọt xin má nấu miếng đường nữa, mình đổ vô đây một cái thành một ly trà hoàng mỹ. Trời ơi, muốn đổ mồ hôi hột luôn. Bí kíp sao? Bí kíp hả con? Hồi nãy mình thấy ở đâu? Trời ơi. Bí kíp làm trà thanh giải nhiệt sẽ đổi đời làm già của con Bao Phi đã lọt vô tay mình rồi thì mình cũng sẽ vào. Rồi đây mình sẽ không đi ăn trực nữa. Đi về bằng cách nào ta? Lỡ có ai phát hiện, mình ngồi xuống là mình thành cái bụi lá bình thường thôi. Ôi da, oh, trời ơi, muốn eo sống luôn chị ơi. Dạ cả bởi khổ ghê. Phải đâu? Làm gì chạy đông như chỗ ông rồi trẻ mà không biết mận gì hết, chạy lon ton vậy, vô tích sự quá vậy. Dọn cơm chứ còn cái gì nữa. Nè, quan ăn mà không no bụng, mà không ăn ngon hen. Quan nợ cho mỗi đứa 30 hèo ấy chứ. Cái thằng này ngu đó. Ăn cơm xong rồi uống trà thanh nhiệt chứ còn mận gì nữa. Bây giờ mình ôm bài lại một cái. Chanh này. Bí kíp. Rồi đó. Con của Ba Phi á, hai chữ gian danh thiên hạ mà viết chữ như là con cua con còng vậy, y như là bứa vậy, thiệt là tình. Chanh dắt lấy nước bỏ. Chứ làm gì? Ông bà đã dạy rồi, dắt chanh bỏ vỏ xong lại lấy vỏ. Nó khùng vậy, nó giống Ba Phi cái chỗ khùng này nè. Xả ủ 3 ngày xong lấy nước. Vậy thôi. Bí kíp đồ. Hết cần mày rồi. Nhét mày vô đây. Ý không được. Nhét vô đây. Lỡ đứa nào nó gần nó lấy được thì nó làm giống mình. Chích cha. Thôi. Vẫn còn bí kíp. Đây. Nếu không có cảnh đông tàn, làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân. Mùa xuân tới rồi thưởng thức. Ủa sao bình thường giống nước canh quá vậy ta? Nó thiếu gì cả. À trời đất ơi, đúng rồi, thiếu nước cốt chanh. Thiệt là tình. Nước cốt chanh người ta đấy mà. Đó. Rồi. Ủa sao giống canh chua quá à ta? À đúng rồi, mình cũng dường lương thôi, thiếu đường. Nhà mình mận gì có đường. Sáng mai sẽ có đường. Sáng mai sẽ có đường. Ủa? Mà cái... mình cảm giác nó không giống cái nước của mình luôn rồi không? Nhìn nó coi. Ủa sao nó hiệu quả tức thì vậy ta? Trời, nó chạy xuống tới đây luôn rồi. Ủa dạ. Ủa? Sáng giờ lo mần cái này không, đâu có ghé nhà ăn được chén cơm rồi đâu, mà sao nó hơi đau bụng ta? Ui da. Trời ơi, nó lẹ làng quá vậy. Ui da, nó tới ngã ba rồi. Ui da. Như vậy cái điều này là cái nước này là chứ không phải ăn cơm. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Sáng này mấy cái vô ăn cháo à. Ui da. Ui, đi nhẹ thôi, đi nhẹ. Ui da. À. Chưa con? Dạ. Hỏi xí ăn cơm. Ngon. Đất rồi. Dạ. Bữa nay tới giờ con mà sao chưa thấy bác Hai mình xuất hiện ha? Trời, như một thói quen hả? Thôi kệ, không đi tía. Ông không xuất hiện thì mình còn dư cơm, ngày mai con chiên cơm con ăn. À tía, hả? Bữa hổm á, cái tờ bí kíp của con á, tía viết cho con tìm không ra, nên con có viết một cái tờ bí kíp mới rồi. Tía cất luôn giùm con rồi phải không? Trời đất ơi, mày để đâu mà tao cất được? Sao tao biết tao cất? Sao con tìm hoài không thấy, không lẽ chuột tha ta? Cái chữ của mày đó ai mà đọc được đó, mày viết ra ba đời sau đó con cháu không có dịch ra được đâu. Nhưng mà viết chữ gì? Như cua bò dầu gì cũng là bí kíp mà con tìm hoài không ra, kỳ vậy ta? Ủa chừng bác Hai mày đó tay chân thái mái lắm đó nghe. Ý ba nói là ông bác Hai ổng chôm tờ bí kíp của con à hả? Ừ, nhưng mà ổng về ổng đọc không có được đâu, chữ của mày như cua bò, ổng đọc đâu có nổi. Không chừng giờ này á. Bà Phi ơi, mày cứu tao với, bị tao phá ruột chạy tới chạy luôn giết mất cái quần tiêu rồi đây nè. Rồi coi chừng về lấy cái bí kíp đó rồi pha tầm bậy tầm bạ, bây giờ uống vô bị tẩu quả nhập ma Tào Tháo rượt rồi đó. Đáng đời cái tật ăn cắp. Con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau, thương công cha dài dầu khai quang lặn lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắn hết mình, nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác Ba Phi điều êm xuôi rõ rõ. Bi thường chịu thương chịu khó, chứ làm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có bác Ba.